Henry xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Hiện tại thì Henry đang có mặt trên cái chỗ bến xe Chợ Lớn quận 5 đây. Bên hông bến xe Chợ Lớn thì có một cái ngôi chợ, đó là chợ Sớm Voi. Thì gia đình chúng ta biết rồi, ở Việt Nam chúng ta hay ở bất cứ quốc gia nào thì cũng có những cái ngôi chợ truyền thống. Và với những cái đất nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta thì chợ truyền thống rất là nhiều. Thì để biết được tình hình khu vực đó như thế nào, kinh tế phát triển ra sao và nét văn hóa của bà con như thế nào thì chúng ta đi vào một vòng chợ khu vực đó, chợ truyền thống của vùng đó, thì chúng ta sẽ thấy được là cuộc sống của bà con như thế nào, phần nào cũng thể hiện được cái nét văn hóa, cái cuộc sống của bà con nơi khu vực ở đây. Thì Ri sẽ mời gia đình chúng ta vào trong cái khu vực là chợ Sớm Voi này. Ở đây bên trong là bến xe Chợ Lớn này, bến xe buýt Chợ Lớn. Bây giờ thì mình sẽ đi xung quanh một vòng. Thì ở đây thì ngôi chợ này chủ yếu là bán trái cây ha. Trái cây là mặt hàng chủ lực tại khu vực ở đây. Thì xoài ở đây thì cái thấy có giá là 20k, 25k, 30k đó. Nhưng mà buổi sáng thì thấy những cái rổ này dung cái xịa hết thì gần như mình cũng nhận thấy tình hình là bây giờ hàng trưng bày nhiều nhưng mà bán thì chưa được bao nhiêu. Đó thì đu đủ vàng ở đây thấy một ký có 10k, 15k chứ. Chuối thì 10k một ký ha. Chuối già nhìn rất là đẹp, rất là ngon luôn. Đó thì ở đây thì Ri thấy là trái cây đây giá cũng rất là gọi là chuối già hương nè. Ký cũng có 10k, 10.000 một ký thôi, 10.000 Việt Nam đồng một ký lưu ram thôi. Thì giá cũng rất là mềm. Nhưng mà hiện tại chợ thì thấy vắng quá. Đó, bên trong thì có những cái bến xe buýt ở bên trong đây. Mình đi một vòng mình thấy là bây giờ thì tình hình kinh doanh mua bán của bà con thì bây giờ cũng te tua rồi. Đó thì chợ thì lúc trước cũng chen chân nhau mà đi. Nhưng bây giờ thì bán thì lấy le que lấy ra như thế này. Khách thì tìm ra luôn. Gần như là các rổ hàng của bà con tiểu thương đây gần như là còn đầy hết. Và ngồi bấm điện thoại lướt web luôn rồi. Đi khu vực này thì ít. Phía trên thì người ta có bán ngoài trái cây ra thì có rau củ quả, thịt đồ heo, thịt gà nữa, cho nên là khách sẽ đông hơn một xíu. Thì để đi sẽ mời quý cô bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi tiếp tục ha, dòng lên phía trên để xem ở trên này thì có khá hơn hay không. Thì bến xe buýt của Chợ Lớn cũng chia hai phần đây, gia đình chúng ta thấy một bến xe thì có hai khu ha. Đó thì bây giờ là qua một cái khu đây nè, đây là bến xe buýt Chợ Lớn một khu này. Qua bên kia một khu nữa ha. Bây giờ thì sẽ mời gia đình chúng ta tiếp tục luôn để tham quan khu vực này. Đó thì mình thấy đây là qua đoạn này thì có vẻ là đông hơn ha, sum tụ hơn. Cái dãy bên hông này thì cũng vắng. Đó thì ở đây thì thấy bà con bán hoa cũng nhiều. Trái cây trưng đẹp quá cả nhà mình. Trái cây nhìn trưng rất là hấp dẫn luôn. Đó thì mùa này cũng là cái mùa bán me dốt đó, dốt bột á. Me mà dốt khô, dốt bột, mà dốt bột thì chủ yếu là để ăn sống nha, để ăn trực tiếp chấm muối ớt hay là cái gì đó ăn rất ngon, hoặc ăn không nói mà chảy nước dãi luôn, chua chua ngọt ngọt, dốt bột ăn cái bùi lắm. Đây thì vào đây khu vực này thì mình thấy có vẻ là đông hơn nè. Đó bán đây thì cũng rất là thực sự đây, để giá hết ha. Cốc là 12k một ký, cốc Thái ha. Quýt đường thì đỏ thì 35, giá đây thì bán rất là thực sự, để giá gọi là đầy hết luôn, cho nên là mua thích nào thì ưng cái đó chứ không có vụ mà chặt chém hay cái gì nữa. Bán chợ như vậy thì thấy là quá đã, quá lịch sự rồi. Nhưng mình quan sát ở chợ, đường thì xe đông kẹt, nhưng chỉ là xe đi trên đường thôi, còn người ghé vào để mua hàng thì gần như nãy giờ không thấy luôn, rất là ít. Đó thì đây là một cái thực tế chung, thấy đường cũng đông, chợ đông gì mà tại sao bà con tiểu thương bán lại ế? Thì lý do ế mình thấy đó, toàn là người đi không à, không thấy người mua, ít quá. Biết bao nhiêu là tiểu thương ở đây đó, mà gia đình chúng ta thấy đó, còn là người đi trên xe không à, có ai ghé lại mua gì đâu, cho nên là vắng vẫn vắng ha. Đó thì đi vào chợ mình mới thấy được là cái cuộc sống của bà con bây giờ khó khăn ha, gọi là trăm bề luôn rồi, đủ kiểu luôn, mưu sinh đó thì mình thấy đó, vắng vô cùng. Tiếp tục nữa thì
để gia đình chúng ta thấy được khu vực này đấy. À, chạy lên một đoạn nữa thì gần như là bây giờ là thua rồi, thua dữ luôn chứ không phải thua bình thường nữa. À, vắng quá vắng. Đi một vòng như thế này mà có thấy bà con bán được cái gì đâu. À, toàn là hàng trưng ra rồi để đó không à. Rồi người đi xe, đến xe thì ngay chuột chợ này cũng chạy qua chạy lại thôi. Ngày xưa thì kinh tế ok, ổn. À, đi chợ cái là tay sách nách mang luôn. Mua mà về nhà mà sách vô không nổi luôn. Về nhà là ghéo chồng ghéo con vô sách phụ đồ vô nhà. Thấy vợ đi chợ về sao chồng nằm im, con nằm im là chửi liền. Còn bây giờ đi chợ về có một cái bọc ni lông chút xíu, hai ngón tay móc cái vô đem vô nhà rồi, có cần ai phụ đâu mà chửi với rủa nữa. Đó thì khó khăn trăm bề ha. Đó thì Ri sẽ rẽ một vòng qua bên đây, bên trong này thấy cũng đông đông nè, không biết như thế nào. Chứ phía ngoài thì thấy không là có người bán không có người mua rồi. Mà mình đi vô trong này nữa thì cũng thấy luôn, cũng thấy người bán không có người mua đâu. Thịt thà quá trời nè. Rồi hàng quá thì nó đầy nhóc hết trơn mà không ai mua hết trơn, rồi sao mà sống. Bán cái này ra bây giờ này nạc rồi thịt rồi mà mấy cái sạp đây còn đầy hết trơn. Thấy rồi kiểu này rồi buôn kinh doanh mua bán chỗ này là thua rồi. Bây giờ là còn đầy hết trơn rồi, rồi tí tí trưa nữa chiều rồi bán cho ai đó. Mình đi giờ này mình mới thấy được là vắng hay ế. Tại vì giờ này mà hàng người ta không bán được 70%. Giờ này thì đa số cái lượng hàng người ta mua về bán trong ngày thì nó phải bán ít nhất được 70%, còn chỉ 30% thôi. Mà bây giờ mình còn như gần như 100% luôn. Nó đầy hết luôn đó, cả nhà mình thấy nó đầy hết luôn không. Nguyên cái sạp đầy hết luôn thì sao nữa? Thì sao mà rau cũng vậy nữa nè. Đó thì gần tan chợ rồi mà thịt rau của các sạp còn đầy hết thì sáng giờ bán được gì đâu. Kiểu này thì chắc chắn sẽ lỗ rồi và không biết trụ được bao lâu nữa. Đó thì vậy trong vậy ngoài vậy, đâu có chợ là ta ăn theo rất là nhiều đó. Đó cá rồi cả nhà mình thấy nè. Thấy là gạo thì không thấy ai vô rồi, còn cá thì cũng còn đầy tất cả các mâm nè, thấy nè, quá trời luôn. Đó bên kia cũng vậy nữa nè. À, bán kiểu này thì sao mà sống đấy. À, kinh tế kiểu này thì hỏi ôi quá. Khu vực này người ta bán gà cũng nhiều ha. Gà ta đấy, gà tam hoàng, gà thả giường. Nhưng mà không thấy người. Một cái đặc biệt cái là không thấy người mua, chỉ thấy toàn người bán đấy. Hàng quá trời, tôm cá còn đầy chứ kiểu này thì chết rồi. Coi như là ngày hôm nay là lỗ sở hữu rồi. Không bán được thì lấy đâu ra có lời. Đó, hàng thì bán được hay không được chỉ cái công việc mình kinh doanh mỗi ngày bắt buộc mình phải nhập hàng về, bán được hay không được là tính sao. Đó thì nhập hàng về chỗ này đây mà bây giờ gần tan chợ mà nó còn đầy nhóc, gỗ nó cũng còn đầy dung hết trơn. Coi như là bữa nay là ăn cho hết nè, ăn cho hết thiệt rồi chứ biết làm sao bây giờ. Đó thì chợ lớn còn nổi tiếng những cái mặt hàng như là những dây ni lông, bao ni lông rồi những cái mà một cuồng trà bá luôn, gia đình chúng ta thấy 5.000, 3.000. Nhưng mà đừng có chơi mấy cái này. Mấy cái này thấy vậy đó mà bỏ sỉ số lượng lớn nha. Cho nên là ta là giàu, tiền nhiều, lời nhiều. À, mua một ít thì chúng ta thấy nó rẻ. Mà tại vì nó rẻ vậy cho nên là dễ mua. Bà con ta dễ mua. À, càng về đông thì cái số lượng lớn mà bỏ sỉ đi tất cả các cửa hàng ở các tỉnh khác nữa thì thành ra là những cái chỗ dựa đây người ta giàu. Đó thì ngay đây, bến xe buýt Chợ Lớn này. Ngay cái chỗ đầu chợ thì mình nhìn nó cũng vắng rồi. Bây giờ Ri sẽ đi thẳng qua luôn ha. Thẳng qua luôn xem như thế nào chứ giờ ở đây thì thấy te tua tơi tả quá rồi. À, bớt xe lết luôn. Nó nhìn chợ nè, chợ lớn nè, khu vực chợ lớn mà hàng quá thì chất gì nè. Người mua thì không có. À, vắng ơi là vắng rồi. Ở đây thì có những cái tiệm mà tập quá chợ lớn chuyên bán sỉ bán lẻ. Hay lâu lâu là chị của Ri hay là ra chợ lớn để mua đồ. À, nói chung là xà bông, bột giặt, rồi dầu ăn, rồi nước đường, nước mắm, nước tương, tất cả các loại đó của tập quá đó. Thì mua ra đây muôn lần về là ăn mấy tháng, một hai tháng vậy. Mua nhiều cho nó rẻ. Mà giờ bơ ông chị ra chợ khu này tiệm tập quá gần đây nè, ra chợ thì giờ cái tiệm tập quá đó không còn nữa. Mà đây là một cái tiệm tập quá bỏ sỉ lớn nhiều năm nha, mà bây giờ không còn nữa. À, tức là bị dẹp tiệm rồi. À, phá sản dẹp tiệm rồi cho nên là cũng đóng cửa luôn. Bởi vì gia đình chúng ta thấy những cái tiệm tạp hóa này là đại lý cấp 1 không?
những cái công ty rồi người ta sản xuất hàng ra là ở đây nó ôm hết để nó bán lại, cho nên là giá nó mềm, nhiều người ta mua nhiều, gia đình rồi xài nhiều thì người ta vẫn ra đây để người ta mua. Nhưng mà bây giờ có những cái tiệm mà chị ghi nói là bây giờ ra cái tiệm đó bao nhiêu năm nay mua rồi giờ ra nó dẹp mất tiêu rồi, phá sản nó bỏ rồi, khổ đó nó. Những cái người mà kinh doanh lớn giàu hoành tráng luôn rồi giờ trụ cũng không nổi nữa. Có thể là đại lý nó một đó thì nếu mà thời điểm khó khăn này không bán chịu thì người ta không, chắc các em nó không lấy hàng, còn bán chịu mà nó cứ lấy hoài nó không trả thì cũng phải bó tay phá sản. Mà bây giờ không bán chịu thì không ai lấy thì cũng phá sản, cho nên là nhìn thấy như vậy, kinh doanh hoành tráng như vậy, cả chục nhân viên lấy hàng kho đều bự trà bá lửa luôn, kinh doanh gọi là lão luyện trong nghề, nó nhiều năm trong nghề nhưng mà bây giờ là cũng phải là thất bại, thấy nó thảm như thế nào, và cái cuộc sống của bà con bây giờ kinh doanh nó heo hút như thế nào luôn. Thì những cái mặt hàng ở đây là trùng trùng đẹp đẹp như thế này đây, nhưng mà bây giờ cái lượng mua là rất là vắng, không có khách mua, lẻ nè, bỏ sỉ cũng chả thấy ai đi giao hàng hay lấy hàng đó, thì im đềm như thế này đây thì làm sao mà kinh doanh nổi đó. Mình thấy đó, những cái cửa hàng gì đó, những cửa hàng đấy khủng khiếp luôn. Không, bây giờ thì lâu lâu mới thấy được một hai chiếc xe chở hàng, mà trong khi cái chợ này thì bao nhiêu chục ngàn cả trăm ngàn tiểu thương, nếu mình tính trong tính ngoài luôn cả trăm ngàn cả triệu tiểu thương, mà bây giờ kiểu này thì quá gọi là quá tay thua. Khách lẻ thì bây giờ bán gần như nhỏ giọt, nó không có tiền nó mua nhiều. Khách bỏ sỉ bây giờ lẻ nó không có tiền mua nó thì sỉ ở đâu ra, cho nên vắng vẫn là vắng, buồn vẫn là buồn thôi. Thì clip của em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.